Duyên Duyên, cố nhà người ta mang sang đây để mẹ bắt giận hộ thôi, các con ai đánh nó? Chưa bảo, ai đánh con? Hả? À, lại là con trai của con. Duyên Duyên, có đúng vậy không? Đúng không? To lên, to tiếng này. Sao không được bắt nạt người khác nữa, có làm được không? Hả? Có làm được không? À, làm được. À, cún, bây giờ bắt giận cho cún này, cún về nhà nhé, không có ở đây chuyên chuyên hay bắt nạt lắm nè. Rồi, cởi áo ra để bắt giận cho cún như dễ nha.